chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Gặp thời trời ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, bản thân mỗi người được tồn tại trên đời, được hạnh phúc hay thuận buồm xuôi gió, công danh phát triển, tất cả đều do phúc đức mà ra. Phúc đức càng nhiều thì vật chất càng sung túc, tinh thần càng thoải mái và luôn đứng ở vị thế cao hơn những người khác. Phúc đức là một lá bùa may mắn, là một siêu năng lực mang vận may tài lộc cho thân chủ. Khi gặp bất lợi, lập tức phúc đức phát huy sức mạnh của mình, hóa giải tai ương, mang đến sự bình an cho chủ nhân. Và trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sắp tới, người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 là con giáp khổ tận cam lai, trước kia càng khó khăn, vất vả bao nhiêu, thì trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này trở đi càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Biết trước đại nạn là may mắn, tránh được họa là phúc phần của Kỷ Hợi. Vượt qua bão đại họa mà nắm bắt được thời cơ, thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà, mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy để biết được vận trình cụ thể trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sẽ diễn ra như thế nào, vận may từng ngày là gì, bản mệnh cần phải làm gì để mà nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám bằng cách nào, thì ngay bây giờ, xin mời hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó siêng năng, làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc hay còn gọi là bình địa Mộc. Phần lớn người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mệnh nạp âm bình địa Mộc đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh Mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực.
buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghĩ ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Tuổi Kỷ Hợi 1959 nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó, chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mang cung mệnh đại gia, lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Xem tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi cho biết, thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Kỷ Hợi. Đây là khoảng thời gian vận khí của Kỷ Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí. Khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này. Tuổi Kỷ Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan. Thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc, giúp Kỷ Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này,
Kỷ Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Kỷ Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Kỷ Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hơn nữa, Kỷ Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ giả hay giao phó cho người khác, để hạn chế việc mắc lỗi mà Kỷ Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Kỷ Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí. Chức vụ, người tuổi Kỷ Hợi sẽ có những sự kèn cửa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Kỷ Hợi rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu Kỷ Hợi luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, Kỷ Hợi cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí, Kỷ Hợi có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này, Kỷ Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Kỷ Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Kỷ Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Kỷ Hợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Tử vi tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi có sự thăng trầm trong thời điểm này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi sẽ rất suôn sẻ và Kỷ Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu, tài vận có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng, sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định, mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Kỷ Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Kỷ Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Kỷ Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Kỷ Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Kỷ Hợi. Đồng thời, Kỷ Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, Kỷ Hợi có thể cân nhắc được đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của Kỷ Hợi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Thời gian này, sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, Kỷ Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Kỷ Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Kỷ Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày.
Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực thử thách trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần của Kỷ Hợi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình tình cảm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này của Kỷ Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kiểu ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, con giáp này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Kỷ Hợi mùi tương hại nên vận khí trong tháng mới khá bất ổn. Khó khăn, thử thách không ngừng ập tới, khiến bạn khá vất vả để xoay sở, công việc chịu nhiều tác động nặng nề. Bản mệnh phải đối diện với nhiều trợ lực, thách thức khối lượng công việc ngày càng lớn, việc cũ chưa xong, việc mới đã dồn dập. Lúc này nếu không tỉnh táo, thiếu sự kiên trì, e rằng bản mệnh dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, bao nỗ lực trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Cạnh tranh trong tháng cũng không ít, thiên quan hung thần gia tăng gánh nặng càng khiến mọi thứ thêm rối ren áp lực và cạnh tranh trong tháng tăng lên mỗi ngày. Càng những thời điểm này, bạn càng cần bình tĩnh và tỉnh táo, nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường, lại không có nguyệt lệnh ủng hộ. Do đây là tháng lâm đất tuyệt, con giáp này có cảm giác những kế hoạch dễ lâm vào bế tắc, ngõ cụt, hàng loạt rắc rối ập tới. Bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết, nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Khi tiến hành mọi việc, dù là lớn hay nhỏ, Kỷ Hợi đều cần tuân thủ theo từng bước cụ thể, đi từ đơn giản đến phức tạp. Không nên nóng vội mà hỏng chuyện, nên lấy ổn định làm trọng, chờ đợi thời cơ đến, hành động hấp tấp, vội vàng sẽ chỉ nhận lấy thất bại. May mắn là hai các tinh tử vi và giải thần sẽ giúp bạn chuyển nguy thành an, giữ vững tâm thế để có thể đối mặt với mọi khó khăn, thách thức. Có câu nói, cái khó ló cái khôn, chỉ cần bạn kiên trì tới cùng thì với năng lực của bạn, chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách xử lý ổn thỏa. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 11 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của Kỷ Hợi không khá khẩm hơn là bao. Công việc giảm sút kéo theo tài chính bất ổn, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt khá rõ. Nhìn chung, con giáp này sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Đây là tháng mà Kỷ Hợi bị thương hại cục án ngữ, lại không được nguyệt lệnh che chở, nên các kế hoạch cầu tài của bản mệnh khó suôn sẻ như ý muốn. Có những việc tưởng đã thành công mười mươi, tiền sắp về đến tay thì lại bất thành, khiến con giáp này vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Tháng này cũng không thích hợp để đầu tư lớn mạo hiểm, các hạng mục đầu tư nhỏ có thể hòa vốn và tính an toàn cũng cao hơn. Bạn nên cân nhắc vấn đề này, việc gì cũng nên tiến hành dần dần, có kế hoạch rõ ràng. Đừng chạy theo cái lợi trước mắt, hay nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền vào một chỗ, rất dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Chi phí sinh hoạt tăng cao, bản mệnh khó tránh việc phải tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết của bản thân và gia đình. Càng như vậy, bạn càng nên chi tiêu liệu cơm gấp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. May mắn bản mệnh được giải thần trợ giúp, khó khăn rồi cũng sẽ được gỡ gạt phần nào, không phải lo lắng thái quá. Làm gì cũng cần tự tin vào quyết định của chính mình, dù người khác có nói gì đi nữa, ý kiến của bạn vẫn là quan trọng nhất. Khẩu quyết, trong tháng hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh tìm được lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và đỏ. Con số may mắn
19, 44 và 20. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 11 âm lịch. Về phương diện sức khỏe, Nguyệt Lệnh Lâm Tuyệt nhắc nhở người tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày. Hãy nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Làm việc quá sức có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Bên cạnh đó, vận trình cũng tiềm tàng nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là điều xui xẻo, tai nạn. Vì vậy, bản mệnh cần hết sức chú ý an toàn khi đi xa, điều khiển phương tiện giao thông, phòng chống bệnh tật, tránh được họa huyết quang. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch 2024 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Theo dõi tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ ràng. Loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối của 5 năm. Cụ thể, vận trình tháng chạp của tuổi Kỷ Hợi được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào tháng này, nếu bản mạnh kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, nếu biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để người tuổi Kỷ Hợi nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức quyền càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Do đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên, cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề, không thể thiếu kỹ năng quản lý, thời gian hợp lý của Kỷ Hợi được phô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày, bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của Kỷ Hợi đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc thoát khỏi vùng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Nguyệt Lệnh Lâm Quang cũng mang tới cho bạn sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối năm, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng của bản thân như giao tiếp nghệ thuật, đàm phán sự nghiệp hanh thông, không có lý do gì tài chính của Kỷ Hợi không tăng tiến. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tháng 12 âm lịch này, bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn, dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh, buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn, vất vả, nhưng bù lại, nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng khi mà tài lộc vượng. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm. Nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó, nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán kiểm kê sổ sách, thì năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý. Chớ nên tiêu quan trong mấy ngày Tết mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên, ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Khẩu quyết, trong tháng, bản mệnh tinh thần hăng hái, xã giao thuận lợi, công việc tiến triển. Quý nhân là tuổi Thìn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi trong tháng chạp ở mức trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe, nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền, năm hết Tết đến bạn cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn. Để không ngã bệnh vào thời điểm này, dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản.
Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn, tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tý. Mối quan hệ hợp tác giữa hai tuổi này có thể mang lại nhiều tiềm năng, dù đôi khi người tuổi Tý không hài lòng với cách làm việc của người tuổi Hợi. Nhưng nhờ vào sự may mắn và vận khí dồi dào của tuổi Hợi, người tuổi Tý sẽ không dễ dàng từ bỏ sự tương tác giữa hai bên, có thể tạo ra những cơ hội tài chính hứa hẹn, khiến cả hai cảm thấy có động lực hơn trong công việc. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Sửu. Sự kết hợp giữa hai tuổi này là rất lý tưởng. Người tuổi Sửu thường có thái độ làm việc nghiêm túc và đáng tin cậy. Điều này khiến người tuổi Hợi cảm thấy hài lòng. Hợp tác giữa hai bên có thể đạt được những thành công vượt bậc, tạo ra môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dần. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Dần nên được xem xét kỹ lưỡng, bởi người tuổi Dần thường cảm thấy áp lực khi làm việc cùng tuổi Hợi. Sự nhẫn nại của người tuổi Hợi có giới hạn, vì vậy chỉ nên duy trì mối quan hệ này trong thời gian ngắn để tránh gây căng thẳng và mệt mỏi. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mão. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Mão sẽ rất thuận lợi. Người tuổi Mão khôn khéo trong công việc, trong khi tuổi Hợi lại thường xuyên tìm ra cơ hội kiếm tiền. Sự phối hợp này sẽ tạo nên sức mạnh, giúp cả hai cùng nhau gặt hái thành công. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thìn. Sự hợp tác giữa Kỷ Hợi và tuổi Thìn có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu cả hai bên đều nỗ lực. Tuy nhiên, người tuổi Thìn có thể cảm thấy áp lực và cần vận dụng tối đa khả năng của mình để đạt được thành công. Đây là một cơ hội để cả hai cùng phát triển, nhưng cũng đòi hỏi sự cống hiến không nhỏ từ cả hai phía. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tỵ. Tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Tỵ. Mặc dù người tuổi Tỵ có thể có những chiến lược thông minh, nhưng đôi khi họ cũng có những mưu kế có thể làm tổn hại chính mình. Sự khôn ngoan và cẩn trọng của tuổi Hợi sẽ giúp bảo vệ mình trước những tình huống bất lợi. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Ngọ. Sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Hợi và Ngọ không phải là một lựa chọn lý tưởng. Hai bên có cách suy nghĩ, phương thức làm việc và lý tưởng hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn và khó khăn trong việc hợp tác. Nếu không thể tìm ra điểm chung, tốt nhất bạn nên tránh xa mối quan hệ này để không rơi vào tình trạng căng thẳng. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mùi. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Mùi sẽ mang lại nhiều lợi ích và thành công cho cả hai bên. Người tuổi Mùi thường nhạy cảm và hiểu biết, trong khi tuổi Hợi lại có tư duy sáng tạo. Sự kết hợp này có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo và mang lại kết quả khả quan. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển mối quan hệ và khai thác tối đa tiềm năng của nhau. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thân. Đây không phải là một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người tuổi Thân thường khá ranh ma và có thể tìm cách chiếm giữ phần lớn lợi ích từ sự hợp tác này. Người tuổi Hợi nên thận trọng và tránh xa các giao dịch có thể gây thiệt hại cho bản thân. Nếu có thể, hãy giữ khoảng cách để bảo vệ lợi ích của mình. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dậu. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Dậu không mang lại nhiều kết quả tích cực. Hợp tác chỉ nên dừng lại ở mức quan hệ xã giao, không nên đi sâu vào các dự án lớn. Sự khác biệt trong cách tiếp cận công việc có thể khiến cả hai bên cảm thấy không thoải mái. Hãy giữ sự nhẹ nhàng trong mối quan hệ này và tránh những cam kết lâu dài. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tuất. Có thể hợp tác, nhưng người tuổi Tuất cần thận trọng trong việc quản lý tài chính và sổ sách. Hãy cẩn thận trong từng bước đi, vì nếu không, có thể khiến người tuổi Hợi cảm thấy bất mãn. Sự cẩn trọng và minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin và sự thoải mái trong mối quan hệ này. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Hợi. Hợp tác giữa hai người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Cả hai đều là những người có tài năng và sáng tạo. Vì vậy, khi kết hợp sức mạnh của nhau, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Hãy cùng nhau tận dụng lợi thế này để phát triển và thực hiện những dự án đầy hứa hẹn. Quý khán giả thân mến, sau đây là gợi ý những vật phẩm phong thủy mang lại may mắn cho người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Thời điểm này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội và sự thịnh vượng cho người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Để tối ưu hóa những vận may này, việc sử dụng các vật phẩm phong thủy sẽ trở nên cần thiết. Vật phẩm phong thủy không chỉ giúp tăng cường năng lượng tích cực mà còn có thể xua đuổi những điều không may, mang lại sự bình an và tài lộc cho gia chủ.
Đầu tiên có thể kể đến các viên đá quý như thạch anh hồng hoặc thạch anh tóc vàng. Thạch anh hồng được biết đến với khả năng thu hút tình yêu và hạnh phúc, đặc biệt là trong mối quan hệ gia đình. Đặt một viên thạch anh hồng trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp tạo ra không gian ấm áp và gắn kết các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, thạch anh tóc vàng lại mang lại sự thịnh vượng và thành công trong sự nghiệp. Bạn có thể đặt viên đá này trên bàn làm việc để thu hút năng lượng tích cực và tạo điều kiện cho những cơ hội mới. Một vật phẩm phong thủy khác mà Kỷ Hợi nên xem xét là tượng Phật Di Lặc. Hình ảnh Phật Di Lặc không chỉ tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc mà còn mang lại may mắn và tài lộc. Đặt tượng Phật Di Lặc ở nơi trang trọng trong nhà như bàn thờ hoặc phòng khách sẽ giúp mang lại không khí an lành và thịnh vượng. Đồng thời, bạn cũng có thể thỉnh tượng Phật để mang theo bên mình như một bùa hộ mệnh để cảm nhận được sự bảo vệ và bình an. Ngoài ra, tượng mèo thần tài cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Mèo thần tài được coi là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc. Bạn có thể đặt mèo thần tài ở cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc để thu hút vận may và tài lộc. Đừng quên chọn mèo có màu sắc phù hợp với mệnh của mình để tăng cường hiệu quả phong thủy. Thêm vào đó, tranh phong thủy cũng là một lựa chọn không thể thiếu. Một bức tranh hoa mai hoặc tranh rồng sẽ mang lại sự thịnh vượng và thành công cho bạn. Những hình ảnh này không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp mà còn có tác dụng làm đẹp cho không gian sống của bạn. Hãy treo tranh ở những nơi dễ nhìn thấy như phòng khách hoặc phòng làm việc để luôn nhận được nguồn năng lượng tích cực. Cuối cùng, đừng quên rằng cách bài trí và sắp xếp không gian sống cũng đóng một vai trò quan trọng. Hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn gọn gàng, sạch sẽ và thông thoáng. Việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái mà còn tạo điều kiện cho năng lượng tốt lưu thông, từ đó thu hút may mắn và tài lộc. Việc sử dụng các vật phẩm phong thủy sẽ giúp người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 tận dụng tối đa những cơ hội và vận may trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hãy lựa chọn và bố trí những vật phẩm này một cách hợp lý để cuộc sống của bạn trở nên phong phú và thịnh vượng hơn. Và như vậy, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ là một thời gian đầy hứa hẹn cho người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 với những cơ hội mới đang mở ra. Cùng với sự hỗ trợ từ các vật phẩm phong thủy, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt vận may và tạo dựng một cuộc sống thịnh vượng hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi, mỗi quyết định bạn đưa ra đều sẽ góp phần vào thành công trong tương lai. Chỉ cần bạn luôn giữ vững tinh thần tích cực và kiên trì, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Quý khán giả thân mến, trên thế gian này ai cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi tốt đẹp. Như vậy, bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp hơn. Nhưng trong cuộc sống, có những người được ưu ái cả đời bình yên, có người lại cả đời vất vả, long đong, có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng về già thì ngày một phát đạt, có người những tưởng cả đời thuận lợi, giàu sang, nhưng đến cuối đời lại bị bệnh tật, đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương, còm cõi. Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp. Số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Phật nói về năm kiểu người càng lớn tuổi càng may mắn, đức năng thắng số. Một là người hiếu thảo với cha mẹ. Đức Phật là nhà giáo dục, không phải là chính trị gia. Ngài từ bi dạy dỗ tất cả chúng sinh và không bao giờ kiểm soát họ. Kinh Phật có câu: trên đời không có Phật, làm điều thiện cho cha mẹ cũng như phụng sự Đức Phật. Cha mẹ là ruộng phước cho con cái, nên hiếu thảo với cha mẹ là công đức lớn nhất trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự có thể hiếu thảo với cha mẹ thì cho dù bạn không cầu xin bất kỳ vị Phật hay Bồ Tát nào ban phước lành, bạn vẫn sẽ tràn đầy phước lành và may mắn. Bởi vì những ai hiếu thảo với cha mẹ sẽ được chư Phật mười phương kính trọng, là kiểu người càng già càng may mắn. Người không hiếu thảo với cha mẹ, sống chỉ biết cho bản thân, bất hiếu, ngỗ nghịch, không những không được Bồ Tát che chở mà còn rước họa vào thân, càng già càng khổ. Hãy nhớ đừng giận cha mẹ hay bất hiếu với cha mẹ. Nếu không, mọi công đức có được từ việc thắp hương, cúng Phật với nhiều mục đích khác nhau sẽ trở nên vô nghĩa. Hai là người biết sám hối. Không ai là hoàn hảo, mọi người trên đời này đều có thể mắc sai lầm. Chúng ta có thể không tin vào Đức Phật, nhưng chúng ta phải tin vào nhân quả. Vì vậy, nếu phạm sai lầm, bạn phải biết dám thừa nhận, thay đổi suy nghĩ và ăn năn, kiên quyết không tiếp tục cố chấp phạm sai lầm nữa. Người biết sám hối là người có phước,
Chúng ta không cần phải tin vào Phật mà phải tin vào nhân quả. Người biết sám hối thì dù thế nào cũng được Phật và Bồ Tát gia trì. Mọi người nên hiểu rõ về sám hối trong Phật giáo, có nghĩa là biết lỗi lầm của mình sửa chữa và không bao giờ tái phạm nữa. Bởi vì sự ăn năn có thể giúp bạn loại bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và gia tăng phước lành cho bạn. Nếu bạn kiên trì sám hối mỗi ngày, phước lành của bạn sẽ ngày càng tích lũy dày thêm, càng già càng có nhiều phước nên dễ gặp may. Ba là người sống biết ơn. Lời Phật dạy về lòng biết ơn nói, có rất nhiều người trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết ơn, như cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, lãnh đạo, người thân và bạn bè của chúng ta. Chúng ta phải biết ơn những người đã tử tế và giúp đỡ chúng ta. Khi một người lớn lên, chúng ta nên học cách mở rộng phạm vi của lòng biết ơn. Ngoài việc biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến thế giới này, chúng ta cũng nên biết ơn mọi thứ đã cho phép chúng ta tồn tại trên thế giới này, ngay cả không khí trong lành và nước sạch. Khi bạn sẵn sàng biết ơn tất cả mọi người trên thế giới, thiên nhiên, đất nước, xã hội và mọi tình huống, người bạn gặp phải, bạn chính là kiểu người càng già càng may mắn. Nếu bạn không biết ơn và luôn tồn tại như một kẻ chiếm đoạt, luôn đòi hỏi mọi thứ thì theo thời gian, bạn sẽ trở thành một người tham lam và ích kỷ. Càng già càng xui xẻo, hãy thể hiện lòng biết ơn của chính mình hoặc đón nhận lòng biết ơn của người khác và phát triển nó thành một thói quen tự nhiên. 4 là người có bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm và thực hành con đường bồ đề có nghĩa là có những suy nghĩ tử tế và làm những việc tốt. Khi bạn mắc lỗi hay tạo ra tội lỗi, người khác có biết hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn biết điều đó. Khi chúng ta đối xử tốt với người khác, chúng ta thực sự đang đối xử tốt với chính mình, tích lũy phước lành và thêm công đức cho chính mình. Chúng ta nên lấy niềm tin, sự sẵn lòng và lấy bồ đề tâm làm nền tảng. Nếu một người có thể làm những việc tốt và bố thí trong cuộc sống hàng ngày, việc làm tốt này sẽ tích lũy phước lành, lớn lao và tăng trưởng công đức. Sự giúp đỡ mà bạn dành cho người khác giống như một ngọn đèn sáng, vừa soi sáng cho người khác, vừa sưởi ấm chính bạn. Bố thí là một cách tu tập của Bồ Tát. Những người như vậy, chư Phật và chư Bồ Tát sẽ bảo vệ bạn suốt cuộc đời. 5 là người luôn vui vẻ. Đừng ép buộc bất cứ điều gì cả. Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất và bạn phải bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Những người sống vui vẻ, biết hài lòng thường cảm thấy hạnh phúc. Chư Phật và Bồ Tát sẽ gia trì cho những người như vậy. Người biết trân trọng sẽ có cảm giác vui vẻ. Người biết yên tâm sẽ thấy an lạc. Người biết từ bỏ sẽ tìm được hạnh phúc. Người biết quên sẽ tìm được tự do. Biết thỏa mãn sẽ tìm được hạnh phúc. Ai biết cho đi sẽ tìm được tình yêu đích thực. Ai biết quan tâm sẽ tìm được bạn bè. Biết trân trọng sẽ tìm được niềm vui. Những gì trong mắt bạn là cách bạn nhìn thế giới. Khi đôi mắt bạn tràn ngập tình yêu và trái tim bạn tràn ngập lòng nhân ái, thì thế giới này sẽ là một thế giới mới tươi đẹp dành cho bạn. Ngược lại, nếu tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là tội lỗi và xấu xí, thì thế giới sẽ thay đổi tùy theo trạng thái tâm trí của bạn. Mỗi người đều có niềm hạnh phúc của riêng mình. Nếu bạn có thể hiểu được nguyên tắc hài lòng, thì bạn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình, ngay cả khi gia đình bạn nghèo khó. Nếu không, dù có sống trong biệt thự lớn, bạn vẫn sẽ than thở rằng mình không hề hạnh phúc. Cuộc sống là do bạn, dù bạn hạnh phúc hay không, quyền chủ động nằm trong tay bạn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.